Mày muốn gì hả con gà kia? Hôm nay tao tới là để mút mày ra đâu con heo mập địch. Tao có làm gì đâu mà mày muốn mút tao hả? Tao không hiểu thịt mày ngon ở chỗ nào mà tại sao mọi người lại thích ăn thịt mày chứ không thích ăn thịt tao nữa. Tại vì thịt của tao nấu nhiều món hơn thịt của mày. Mày im đi. Im mà ủi cha mày luôn. Im mà. Mày muốn chơi thịt tao chơi nè. Mày làm gì có cửa giống tao mà mày đặt đá hả? Ủi mày luôn khỏi cửa. Mày bị dính cái cọc rồi làm sao mà nấu lại tao hả con heo kia? Tao chấp mày cái cọc luôn. Đúng là ngu như con heo vậy mày đó. Ngon lấy lại coi. Tao nói là mày ngu như heo vậy đó. Ngu như heo nè. Tao không hiểu tại sao mọi người nói mày ngu như heo mà lại thích ăn thịt heo. Mày im đi, tại vì họ muốn ngu, vậy cũng nói cho được. Nè, bây giờ thì tao đã hiểu lý do tại sao người ta thích ăn thịt mày. Mày im đi mày. Bởi vì người ta thích ngu cho nên mới ăn thịt mày, đó đồ con heo. Thà vậy còn đỡ hơn mày. Đỡ gì? Nói ra mà con mày nhục nữa. Mày có chịu nói không? Mày hay quá. Không? Nhục. Hả? Nhục. Tao nhục cái gì? Nhục cái gì? Nhục nhìn nhục cái đầu mày nó nhục. Mày nói tao mày nhục. Mày có ngồi giải thích cho tao nghe thì tại sao nói tao gà là nhục hả? Mày thử lên mạng mà coi mấy thằng trẻ trâu nó hay dùng từ gà. À, hèn chi, bị mất phong long cho nên không ai thèm mua thịt tao mà ăn nữa. Giờ mày sáng mắt ra chưa con? Nhưng tao vẫn bức xúc là tại sao nãy giờ mày chơi bức nút với tao luôn vậy? Hả? Tao bức tội lòng luôn rồi. Ở đó. Mày có ngon gắn cửa vô mà đá với tao chứ đừng lấy cái lỗ mũi mà ủi tao nữa được không? Thì mày cứ lấy cái lỗ mũi ủi lại tao đi. Trời ơi con, vậy cũng nói cho được. Ủa, cái lỗ mũi tao bự bằng lỗ mũi mày hả đồ con heo mập? Ủa, vậy chứ chân tao có cửa hả? Thôi mày hãy im đi, con heo mập. Thịt của mày có nấu cà ri được với tao không mà xạo? Hả con heo? Vậy chứ thịt của mày có kho tiêu ngon mà thịt của tao mà xạo? Mày bị lỡ mồm lâm móng rồi, thịt của mày không có ngon bằng thịt tao đâu con heo ơi. Ủa, vậy chứ mấy thằng cúm da cầm thịt ngon lắm chắc. Dạ, nói thật cúm da cầm. Cúm da cầm. Con heo mất nết. Thịt của mày có làm phô mai que được với tao không mà que hả mày? Con heo kia. Thì sống được sao? Lão mày, phô mai que hả? Phô mai que. Ê, có người tức kìa, không làm được phô mai que nên tức kìa. Thì mày tức là tức mày. Thì mày cứ biến thành phô mai que đi rồi về tao ăn thôi, gì đâu trời đất ơi. Ăn tao đâu có dễ, mày biết chỗ nào đâu mà mua. Trời, phun mày que trong nét bắn đời. Láo gì tao dám âm mưu ăn thịt tao nữa hả con heo. Thôi ra mày đừng có để tao xúc mày nha. Thách Láo con gà, láo sườn. Thôi vậy miếng má tao cho mày coi. Chơi gì chơi miếng má. Yếu mà mày đặt ăn hủ tiếu. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.